các bác đang cần cho mình một con vàng hay đúng không ạ? Một con vàng hay, giá thành hợp lý này. Đấy. Và đặc biệt nữa là nó phải dễ chỉnh đúng không ạ? Để cho các bác sử dụng karaoke gia đình dễ dàng hơn và có thể làm chủ được nó tốt hơn. Đấy, với một sản phẩm em chuẩn bị giới thiệu cho các bác, đây là một cái sản phẩm nó có đầy đủ những cái điều mà các bác đang mong chờ, đó là chất đâm hay này, giá thành rẻ này, hình thức đẹp này và độ bền cũng tương đối là cao này. Và một điều quan trọng nữa là nó phải dễ chỉnh đúng không ạ? Đây, nó là cái sản phẩm vàng số DAK 3800. Nên các bác đi qua cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Đây, và 3000 DAK 3000 và DAK 3800. Nó là hai sản phẩm được em sẽ giới thiệu trong video. Video này. Và em sẽ có một đoạn test karaoke ở cuối video. Và giá của sản phẩm em cũng đã báo trong cái video. Đấy. Các bác cùng theo dõi video nhé. Hello các bác nhá. Đấy, các bác mà đang có một nhu cầu cho mình sắm cho một con vang số ấy, hay này, đấy, dễ chỉnh này, thứ ba là giá thành hợp lý này, đúng không ạ? Một con vang số mà dễ chỉnh ấy, thực sự là các bác kiếm cũng không dễ đâu ạ. Thì những cái sản phẩm vang số thì đa phần nó là cái nhược điểm của một con vang số, để cho các bác tiếp cận ấy, nó là cái khó chỉnh thôi, đấy, rất là khó chỉnh đúng không ạ? Đấy, nếu các bác có muốn một sản phẩm mà nó hay này, dễ chỉnh này, giá thành hợp lý này, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác một con vang số nó làm được cái điều ấy cho các bác. Đấy, các bác chỉnh một vang số này nó dễ cực dễ luôn, dễ như các bác chỉnh một con vang cơ đai số ấy các bạn. Nếu các bác biết chỉnh cái vang cơ đai số thì con vang này cũng sẽ chỉnh được, và nó cũng giống như các bác chỉnh một chiếc Equinizer thôi, nó rất là dễ vì cái băng tần để chỉnh của nó rất là ít, và để mặc định của nó cũng gần như nó rất là hay rồi nhé. Và một con vang số có hình thức rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, hình thức nó giống hệt với con Party House DAK 5000, một dòng vang số đình đám nổi tiếng, rất là nổi tiếng của hãng Party House. Vì cái dòng đấy nó có cái chất âm nó cực kỳ là tuyệt vời các bạn. Và mức giá hiện tại, đến hiện tại thời điểm bây giờ của một cái sản phẩm vang số Party House DAK 5000 ấy, nó rơi vào khoảng 11 triệu gì đó. Và với con vang hôm nay em giới thiệu với các bác đây, thì với mức giá mới các bác có thể phải bỏ tiền ra với một mức giá là 8 triệu rưỡi thì các bác mới sở hữu được một con vang số này. Con vang số mà em đang quay cho các bác trên màn hình đây, với mức giá 8 triệu rưỡi, một con vang Party House DAK 3800 full hộp mới bảo hành 1 năm. Nhưng hôm nay các bác đến với video này của em ấy, thì em sẽ để cho các bác một con vàng này với mức giá cực kỳ là nhẹ nhàng, chỉ 2.800.000 là các bác được sở hữu một em vàng số Party House DAK 3800. Và một con vàng nữa cùng phân khúc với con vàng DAK 3800 này, nó chính là con vàng Party House DAK 3000. Nó có chất âm và hình thức gần tương đồng với cái sản phẩm DAK 3800 và 5000. Nó khác biệt một chút là màn hình của nó là màn hình dài thôi các bác. Đấy, còn mọi thứ thì đều giống nhau, ruột gan giống nhau. Đấy, chức năng giống nhau. Đấy, cách chỉnh thì con DAK 3000 này nó còn dễ hơn với con 3800 này các bác nhá. Đấy, rồi em sẽ test cho các bác một đoạn karaoke cho các bác nghe thử chất âm của cái sản phẩm DAK 3000 và DAK 3800 này nhá. Chất âm của hai sản phẩm này như nhau. Và con 3000 DAK 3000 này thì em sẽ bán cho các với mức giá là 1.900.000 thôi. 1.900.000 này thì con vang này nó sẽ bằng với mức giá của một vang X5. Đấy, hoặc là nó sẽ thấp hơn con vang X5 luôn. Cái sản phẩm này hình thức rất là đẹp, màu đen, mặt phải nhôm. Giá 1.900.000 nhá. 1.900.000 với con DAK 3000 và 2.800.000 với con DAK 3800 này nhá. Rồi em sẽ test một đoạn karaoke cho các bác cùng thưởng thức nhá. Cùng trải nghiệm với chất âm của cái sản phẩm DAK 3000 và 3800 này. Thank you.
dài tay em ơi vô mắt xanh sao ghen là thu mưa xeo ngọt ngọt nhỏ đường dài hôn hôn cho mắt đơn vương vân hay mưa trên hàng lá nhỏ buổi chiều em mong như chuyến mưa ngoài trên bước chân em mong bằng lá đồ chợt một xanh buốt cho mình xót xa chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui làm sao có nhau hẳn lên đôi nhau bước chân em xin về mong mưa vẫn hay mưa cho đời hiện giàu làm sao em nhớ xin hãy cho mưa qua biển đất giờ để người phiêu lâm quên mình là căn chỉnh một cái sản phẩm này. Đấy, các bác mà đã theo dõi hết video của em thì cho em xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Giờ em xin dừng video tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi đến kênh của em.